Đồ khải, ok. Lâu rồi chưa soi đồ khải đúng không? Anh em. Ok. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ở video này thì cũng khá nhiều anh em bảo Khải soi đồ khải đây, thì Khải sẵn tiện xem trận thông kim. Thì cũng được top 1 trong buổi hôm nay. Thì Khải cho anh em xem đồ luôn. Đây. Đầu tiên thì Khải đang tăng cho mình 800 mana anh em. Lượng 800 mana và lực tay 11k2. Tròn 11k2, lại máu được 4k5, xuống ngựa thì còn 4k3 máu, thế yên nha anh em. Khải thế yên nha, thế yên nam nha. Nhiều anh em hay hỏi set đồ á, đỡ Khải tiện Khải làm set video soi đồ cho anh em xem luôn. Đó, hiện tại Khải đang được hai kỹ năng cũng có. Được hai kỹ năng cũng có. Từ phi phong với lại nhất kỹ trên đầu. Đây set đồ đây. Thì không khác gì luôn, thì set đồ của Khải thì thế yên mà anh em, thế yên mà. Nên là Khải ưu tiên cái hiệu ứng chón. Khả năng có cho mình 85 chón. Đó, nón này. Sinh lực một lần. Đó, sinh lực khá đẹp luôn. 40 chón từ nón và vũ khí 40. Cây vũ khí này ở video trước Khải mua 10 kim nè, 10 kim là khá rẻ, khoảng 700.000, cây vũ khí được 700.000. Chỉ lấy cái hiệu ứng chón thôi, đã đạt móc 80 thôi nè. Đó. Đó. Hiện tại gia truyền này hôm trước Khải mua 4 kim. Thì vũ khí với gia truyền thì khoảng 1 triệu rồi nè. Đó, vũ khí với gia truyền 1 triệu. Cái nón này Khải mua 1 kim rưỡi. Áo này Khải mua 1 kim. Bao tay này Khải mua 2 kim rưỡi. Đai lưng này Khải mua 2 kim. Đó, 2 kim rưỡi với cái nón là 4 kim rưỡi với cái nón kim rưỡi nữa là 6 kim. 6 kim với cái này 1 kim, 7 kim. Giày này Khải mua 2 kim rưỡi là 9 kim rưỡi. 9 kim rưỡi với này 1 kim, 10 kim rưỡi này. Đó, này 1 kim nữa, 11 kim rưỡi. Ngập bội này 3 kim nữa. Nói chung là tầm set đồ của Khải khoảng tầm... hai cái này là 1 triệu nha. Rồi còn lại tất cả các món này là khoảng 15 kim nữa nè. 15 kim nữa là khoảng 1 triệu nữa. Đó là 2 triệu. 2 triệu với con ngựa này nữa là set đồ Khải cũng tầm 2 triệu rưỡi thôi nè. Set đồ Khải tính luôn cả con chiếu dạ thì 2 triệu rưỡi nè em ơi. 2 triệu rưỡi. Đó, dạ thôi. Chơi vui vẻ mà nè. Set đồ tầm trung đủ đánh thôi nè. Tống kim thì cũng vẫn cố gắng kiếm top thôi. Tối qua thì top 5, tối qua 21 giờ thì top 5, còn hôm nay thì được top 1. Đó. Rồi, có gì nữa đâu nè. Hết rồi. Khải còn vài điểm nữa coi, Khải cũng gần mắt bánh kẹo hết rồi. Anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho video sau đồ của Khải, một like một share cho anh em ơi. Đó, không có gì khác đâu anh em ơi. Đây nè, cho anh em xem lại một lần nữa nha. Đây, 80 chón là từ nón với vũ khí. Đó, ok chưa. Đây là build đồ cho Thế Yên anh em. Anh em nào mà đánh ở server nào mà đồ xanh đó, thì anh em build như thế này Khải bảo đảm đánh khá là ok luôn. Tại vì mình đừng vừa được móc 80 chón và vừa được móc 80 chậm luôn nè, thì nó khá là trâu nè, thì nó khá là trâu. Tuy rằng cái lượng kháng lôi mình không được cao cho lắm, kháng lôi Khải chỉ vừa được 75, còn thiếu 2 điểm nữa là lên 75+1 nè, nhưng mà Khải chưa đủ nè. Khải 75+1 hay không anh cho anh em xem nè. Khải mang gia truyền 15 vào, nếu mà Khải có được gia truyền 14, tầm này gia truyền 14 thôi để mang cho anh em xem. Dây này ăn ban nha. Đó anh em thấy chưa, đó 75+1 thôi. Đó tại vì Khải biết Khải đang thiếu khoảng vài điểm thôi nè. Đang dây này dây 10 này. Đó Khải bỏ dây 10 ra thì nó mất đi cộng 1 rồi. Thì Khải nghĩ Khải tính là nó đang thiếu khoảng tầm 4 điểm thôi nè, 4% thôi. 4% kháng lôi nữa thôi thì sẽ lên được 75+1. Đó, 4% nữa thôi. Đây dây 15 bỏ vô là khác biệt liền, thấy chưa? Đó. Thì 80 chón là chỗ đây nè. Đó, 80 chậm. Rồi còn lại full kháng lôi thôi. Hiện tại server thì chưa có cái kháng lôi nào mà đẹp anh em. Chỉ toàn 19 quay đầu, 19 quay đầu thôi. Nên là rất là hiếm. Cho nếu mà tầm này mà sắm được cái nhẫn 25 thì 75+1 là easy luôn anh em. 75+1 easy luôn. Rồi ok. Hello mọi người nha. Bây giờ Khải off video đây anh em ơi. Đó, sẽ đồ Khải đơn giản mà thôi. 80 chón, 80 chậm và kháng lôi 75 có thở lên cộng 1. Rồi, anh em nào hay hỏi video đồ Khải thì đây cũng là video cho anh em xem nha. Khải sẽ up lên kênh cho anh em xem, rồi anh em hỏi thì Khải sẽ đưa link cho anh em xem.